Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và hôm nay thì Hồng Vân và Quyền Linh xin báo tin vui cho quý vị khán giả đang xem đài cũng như là quý vị khán giả ở trường quay một tin vui nữa. Mỗi lần mà báo tin vui là mình thấy vui à? Là vui lắm, là lại có một cặp họ đã đi đăng ký kết hôn rồi. Mà cặp này không phải là cặp mà bấm nút ở trên sân khấu này ha, là cặp mà có bạn này không bấm ở đây, bên kia không bấm ở kia, hai bạn mới yêu chéo với nhau. À, đó là Quốc Việt và Hương Trà. Wow. Đó là ở cái tập 335 đúng không Linh? Đúng rồi. Lúc đó là như là Vân cũng chưa luôn á. Hai bạn đã đăng ký kết hôn rồi. Thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin chúc cho cặp đôi Hương Trà và Quốc Việt trăm năm hạnh phúc, sống đến răng long đầu bạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ ngay cặp đôi đầu tiên. Em là một người đã từng ly hôn rồi. Và hiện tại thì em đang độc thân, không có con. Ly hôn lâu chưa? Cũng gần 20 năm rồi ạ. Dạ, em cũng ly hôn được 10 năm rồi. Vậy thì hai người cũng đã lỡ chuyến đò, một người 10 năm, một người 20 năm. Khi anh bước ra thì em có một cái điều để ý là em thấy khuôn mặt hai người có nét hao hao. Hao hao hả? Mời nhà trai. À, chào anh trai. Mời anh ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Dạ. Rồi, xin mời đàn trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân bên kia. Và xin chào quý vị khán giả và bạn gái ngồi bên. Em tên là Nguyễn Chiến Thuật, sinh năm 1974. Quê gốc thì ở Hải Dương, nhưng hiện tại thì vẫn ở thuê chưa. Chưa có ở nhà riêng. Nguyễn Chiến Thuật ha, dạ. Cha tên dữ nha. Làm nghề gì? Nghề nghiệp chính của em thì mua bán và sửa chữa máy ảnh này. Rồi, mời đàn gái. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào em. Các bạn trường quay. Chào bạn trai bên kia nha. Em tên là Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1982. Em hiện tại đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên tuyển dụng. Em rung không? Em hơi run, đừng có run. Cứ coi như là sẽ chia tâm sự đi, đừng có run và nói lớn lên. Đừng có run em, thoải mái lên. Có gì có chị Hồng Vân bên đó mà, không có lo đâu. Đừng có lo. Bây giờ em nói luôn đi, là em có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em là em là người vui vẻ, lạc quan, tích cực. Và em có một vài sở thích đặc biệt như chạy bộ, tập yoga và viết lách. Đọc sách, hiện tại em cũng đang tham gia một câu lạc bộ viết văn. À, câu lạc bộ viết văn. Em có điểm yếu gì nào? Em hơi rụt rè và hơi ngại trước đám đông á. Tức là em không có thể hiện được bản thân trước mọi người. Dạ. Rồi, thôi bạn trai bên kia, bạn nói về điểm yếu, điểm mạnh của bạn đi. Điểm yếu thì thực ra là cũng có rất nhiều. Chụp ảnh thì đôi khi là mình ăn mặc nó cũng không được chỉnh chu lắm. Đó không phải điểm yếu đâu em, cái đó là cái nghề nghiệp mình phải vậy. Dạ. Anh nhiều khi anh còn mặc không ra gì, đừng nói chi em. Nhiều hơn nữa thì nếu mà có duyên, có cơ hội ấy, thì bạn gái bên kia có thể tìm hiểu thêm. Còn em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì... có ba. Ba? Dạ. Dài nhất là bao nhiêu năm? Thực ra thì em là một người đã từng ly hôn rồi. Ồ, ly hôn rồi hả? Dạ. Lấy nhau mấy năm? Chưa đầy một năm đâu ạ. Có con chưa? Dạ, hiện tại thì em đang độc thân, không có con. Ly hôn lâu chưa? Cũng gần 20 năm rồi ạ. Chào em. Dạ. Số tuổi của em là nhiêu nè? Em tuổi năm nay là em 46 tuổi. 46 tuổi rồi, dạ. Người ta ly hôn là 20 năm rồi. Nghĩa là lúc đó là mới là cậu thanh niên. Dạ. Nhưng mà 20 năm rồi không có mối tình nào hết trơn hả? Dạ có ạ. Sau đó thì cũng có cảm nắng cảm gió một chút. Nhưng mà cũng không được sâu đậm. Còn em mấy mối tình rồi? Em thì em cũng ly hôn rồi, tức là đó cũng gần như là mối tình đầu của em luôn. Mối tình đầu, ly hôn bao lâu rồi? Dạ, em cũng ly hôn được 10 năm rồi ạ. 10 năm rồi, có con chưa? Em có một bé trai 10 tuổi rồi. Hiện tại thì bé đang ở với ông bà ngoại ạ. Vậy thì hai người cũng đã lỡ chuyến đò, một người 10 năm, một người 20 năm. Cũng cần có một bờ vai để nương tựa, cần có một trái tim để cần chia sẻ, để cùng cháy bỏng. Em trai, dạ. Em hãy cho anh biết em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không có phải đặt cái yêu cầu cao, nhưng mà cơ bản là người con gái là tóc dài. Có luôn em ơi. Vâng.
Nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Nấu ăn. Biết nấu ăn không nè? Có, em tự tin. Con gái em ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Nhưng mà bạn này rất tự tin trong việc bạn nấu ăn. Thôi bây giờ hỏi em nè, cái mẫu đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Bạn đó cũng phải khỏe mạnh. Khỏe không? Dạ khỏe thì nó phải xem cái sức khỏe của mình ở cái lĩnh vực nào ấy ạ. Nói chung dạ. Lúc khỏe lúc không. Dạ. Lĩnh vực nào nữa? Có lĩnh vực khỏe, có lĩnh vực không khỏe. Khỏe mạnh rồi cũng thích tập thể thao thì điểm cộng. Nhìn cũng có nét cũng hấp dẫn một xíu. Rồi tính tình thì vui vẻ, hài hước, lạc quan rồi phóng khoáng. Em thích kiểu vậy. Đó là vui vẻ thôi, phóng khoáng không em? Vui vẻ không? Dạ có. Ừ, tớ chụp hình mà vui vẻ phóng khoáng. À, gặp cô nào cũng cười lên em, cười lên em, nằm dạ. Xuống, đứng nghiêng, cười lên, cười tươi lên, đó, dạ, cười đẹp. Chụp hình là vui vẻ vậy đó. Dạ. Khỏi cần nói, ta cũng vui. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với bạn gái em ạ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Và em chào anh tên Chiến Thuật đúng không? Anh cảm ơn. Em tên là Thảo, em là một người bạn cũng rất là thân với chị Hương. Em thấy anh Thuật làm sao nè? Ừ. Dạ, em thấy ảnh đi ra với cái máy chụp hình là em thấy cũng được rồi đó. Em cảm ơn. Em thấy hai người hợp nhau không? Khi anh bước ra thì em có một cái điều để ý là em thấy khuôn mặt hai người có nét hao hao. Hao hao hả? Đó là nhận định riêng của em thôi, em không biết mọi người có thấy như vậy hay không. Anh cảm ơn. Thuật, cái Thuật hôm nay em đi với ai vậy Thuật? Dạ, em xin lỗi là hôm nay thì có đưa em nhưng mà bên ngành đặc biệt của họ thì không có thể tham gia được để ghi hình vào rồi, ngay được. Không sao. Dạ, em cảm ơn. Ở đây có mọi người sẽ ủng hộ em, đặc biệt là anh ha. Dạ, anh trai tôi chụp hình ha. Nói chung là lãng tử chút xíu, phong trần chút xíu, miệng cười rất tươi, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười lên em, cười lên em ha. Mặc dù đôi khi trong lòng rầu túi cười mà cũng có cười lên em. Thôi, cười mở lên rào em. Đi nè, mở rào đi. Mở rào đi. Rồi thôi, hai bên gặp mặt đi nha. Mở rào. Mình phải có chiến thuật tấn công liền nha. Anh sao em? Dạ, em chào anh. Dạ. Rồi, hôm nay thì được chương trình đã tặng quà đi nào, tặng quà đi nào. Cho nên duyên ngày hôm nay thì anh gửi món quà rất là nhỏ. Trước hết thì cái này thì là cái bóp là khâu 100% bằng tay. Ôi dạ. Xin lỗi, đợi anh một xíu. Sẽ gửi tặng chị Hồng Ôi Vân trời, để chị cảm ơn em. Chị cảm ơn em. Ủa cái này ở đâu ra, em làm hay sao? Cái này là em khâu bằng tay của em đấy. Wow, anh xin lỗi một xíu. Giỏi quá vậy. Cái này thì em gửi tặng anh. Anh có nữa hả? Anh Quyền Linh ạ. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Cái đấy bằng tay và handmade 100% da bò. Ô trời ơi, cảm ơn em nhiều lắm nha, Chiến Thuật. Em không biết là anh có thích đọc sách không? Sách này rất là thích đấy. Dạ, thì em nay em đem một cuốn sách tới tặng anh với có một bài thơ của em nữa. Anh cảm ơn. Chắc chắn là anh sẽ đọc hết cuốn này. Em tặng anh cuốn này là vì có câu trong cuốn sách này rất là hay, tức là chúng ta giống nhau đến 90% về cái gen sinh học, nhưng mà cái gen tâm hồn thì cần phát triển khác nhau. Khi mà mình cần đến nhau ấy thì hiểu thì ai cũng hiểu. Dạ. Nhưng mà sự đồng cảm thì cái đấy mới là cái quan trọng. Dạ. Em đọc một cái bài thơ mà em làm tặng cho Thuật đi. Em không có đọc được thơ mình trước đám đông. Em không đọc được thì thôi em đưa cho Thuật đọc đi. Em xin phép đọc đi em. Anh chị và mọi người, em xin đọc là: em phủ son hồng, em kẻ mày cong, em chải tóc sen là đường ngồi thật thẳng, em mặc chiếc áo mới nhất, đi đôi giày đẹp nhất, em mỉm cười, em soi gương, em thấy mình thật ổn, trời trong lành hơn sau những đêm mưa, bầy sẻ ríu rít trên mái ngói nhà ai. Nắng lên, cây gội, ánh mặt trời lấp lánh, em nhìn xuống đường, những xe hàng song lũ lượt, này trái cây rất thơm, này sen rất tươi, này những chú cá quẫy mình trong tung bọt nước, và những tiếng giao hàng rất ngọt. Ôi buổi sáng Sài Gòn, hình như hôm qua em đã khóc, nhưng ngày mới đến rồi em sẽ biết nỗi buồn thành
bữa tiệc vui. Sao em cảm xúc sau bài thơ đó Thực? Em cảm nhận từ bài thơ này thì Hương là viết rất là nội tâm, chia sẻ rất là thực, chứ không phải hoa lá hay bay bướm, cái gì nó quá là sâu xa. Dạ, em cảm ơn anh. Tới chương trình như thế này thì em thấy là mình đã thực sự là muốn gắn kết trái tim của một người xa lạ mà đến thân quen được không? Và muốn đi hết một chặng đường còn lại không? Em rất vui khi gặp anh. À, anh cảm ơn. Dạ. Em thấy anh cũng khá điềm đạm và từng trải. Em nghĩ là anh sẽ hiểu chuyện và có thể sẽ hiểu em. Dạ. Em cũng mong là mình có một cơ hội. Anh chỉ mong được là cái tình cảm mà khi mà mình dành cho nhau nó chân thành là được. Trong cuộc sống thì ví dụ như công việc của em ấy, đi làm hành chính hay là mình đi làm... Em làm hành chính. À. Dạ, em làm hành chính. Chúng ta quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Theo quan điểm riêng của anh ấy thì mong muốn là tất cả hai bên cùng chia sẻ, nói những cái gì mà mình mong muốn của đối phương. Và cái thứ hai nữa là nếu mà có khúc mắc gì ấy, thì trong nhà phải nói trước, chứ không mong muốn được là trong nhà chia rõ ngoài ngõ là thông là không có thích. Dạ. Tức là đừng có trẻ sẻ chia, mình gọi là bà Tám đó, đúng không? Còn bạn gái, quan điểm về hôn nhân gia đình của bạn thế nào, nói cho bạn trai nghe. Quan điểm của em thì tức là hai người phải hiểu nhau và cũng phải có sự hòa hợp và gắn kết về mặt tinh thần là trước tiên, với cái thứ hai nữa là vun vén và chia sẻ, chăm sóc. Nếu có một cuộc tranh cãi quyết liệt, ai sẽ nhường ai? Là chắc em phải nhường. Em có thể là em cũng nhường, nhưng mà sao mà ví dụ như mà quá cái sức chịu đựng của em thì không có cứu vãn được đâu đó. Em không nói chuyện đấy bởi vì thường theo suy nghĩ của anh ấy, khi mà tranh cãi nó có thể không phải là một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà bởi vì xung đột trong gia đình ấy thì chúng ta đã từng trải rồi, cũng đã hiểu rồi, thì người đàn ông sẽ nhịn, nhưng mà đến một lúc nào đó lành rồi thì mình sẽ giải thích cho người đối phương mình biết. Dạ. Chứ mình không có tranh thắng thua gì, bởi vì thắng thua cũng chả ai được gì cả. Dạ đúng rồi. Kinh tế thì ai quản lý? Theo em thì kinh tế thì phụ nữ thì là người quản lý tốt hơn. Dạ. Nam giới thì phải cố gắng năng động và kiếm tiền thôi. Hương hỏi Thuật xem là Hương có một cháu bé 10 tuổi á, sống chung với Hương á. Dạ. Thì em nghĩ sao về cái vấn đề đó? Em thì thực sự thì cũng chưa có baby, cho nên là cũng chưa biết tâm lý của bé như thế nào. Với trẻ con thì em rất thích trẻ con, cho nên là cũng với không phải là các cháu ruột của mình, mà nói chung là trẻ hàng xóm cũng thế thôi, rất là quý. Không có vấn đề gì cái vấn đề đấy. Em thích trẻ con đúng không? Dạ. Và cái việc mà với hai mẹ con như vậy giống như là em lời luôn á. Coi như là đi mua trâu mà được nghe luôn đúng không? Dạ. Bây giờ vậy nè, Hương á, tặng ảnh một bài hát đi, em đứng em hát rồi ảnh thao tác ảnh chụp hình. Vậy đi đó. Đúng rồi. Đó, Hương đứng hát đi cưng. Anh hát được không? Nếu mà em hát được thì anh mong muốn là em có thể chia sẻ với anh một bài được không? Thôi thì em thử hát nha, mà nếu anh thấy mà bắt nhịp được thì hát chung với em nha. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Hay quá. Thật ơi, thật em khuyến mãi cho anh chị em boy đi. Dạ dạ. Để coi đứa nào mập nha. Dạ. Bắn tim. Ok, dạ, cảm ơn em. Cảm ơn. Đã có những tấm hình rất là ấn tượng đúng không? Dạ. Em có thể cho bạn gái xem lại được không? Dạ được ạ. Đó, qua hai người xem hình đi. Đẹp không bạn gái? Dạ đẹp ạ. Thôi bây giờ vậy nè, Thuật nói một cái câu gì mà chân tình từ đáy lòng nhất của em, rồi sau đó là mình tiến hành bấm nút đi. Đúng rồi. Dạ. Thực sự ra thì cũng không phải là bây giờ
cái thời gian này mà gần 20 năm rồi. Anh cũng rất là muốn có một người phụ nữ để làm hậu phương cho mình. Và anh mong muốn người đó là em. Trời ơi, anh chờ 20 năm rồi. Chỉ mong muốn cái người phụ nữ đó là em thôi. Dạ, em ơi, em ơi, em còn chờ gì nữa. Hương ơi, ngồi đi. Ngồi để tay vào nút bấm. Để tay vào cái nút bấm liền đi Hương ơi. Sau 20 năm chờ đợi, nút bấm đã cầm trên tay. Nút bấm có cháy đèn lên hay không? Tùy thuộc vào các bạn. 1 2 3. Chúc mừng. Nào. Dạ, em cầm vào đây. Hãy nắm tay nhau. Tôi bắt tay ông cái. Quả là hiệu quả, quả là hiệu quả. Hai đứa mình cứ thế mà làm thôi. Chúc mừng. Bây giờ mình xin phép gia đình ha. Trong những chặng đường tới thì em sẽ cố gắng hứa là sẽ mong được xây dựng một cái hạnh phúc bền chặt và cùng nhau đi cuối con đường. Hay quá. Rồi bây giờ thì bạn đặt nụ hôn đầu tiên vào gò má của bé Hương đi. Dạ, cho anh xin phép. Chị em thi sĩ ngồi dưới cười thỏa mãn luôn á. Chúc cho hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Cố gắng để vun đắp mối tình này, vun đắp cái câu chuyện ngày hôm nay cho nó đẹp hơn nha. Dạ. Em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Điểm mạnh của em thì nói chung mọi thứ em biết được ít, như làm việc nhà, nấu ăn. Thì em là người hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn. Em quan trọng nhất là cái cách cư xử. Còn mọi vấn đề, thí dụ như bạn xấu có thể nên sau này làm đẹp được. Sau này nếu mà có thể tiến xa hơn á thì cũng muốn là bạn cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Bây giờ hồi hộp quá, gặp liền cặp đôi thứ nhì đi. Tôi nôn nao lắm rồi, gặp liền đi. Mời quý vị chúng ta hãy gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Mời nhà trai luôn. Rồi, chào em trai. Ngồi xin đi. Xin mời nhà gái. Cái đây nè bé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn. Mời em trai. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hải, năm nay em sinh năm 1988 nhưng mà tuổi giấy, còn tuổi thật là 89. Dạ. Là ba mấy tuổi đúng không? Dạ, 32. 32. Dạ. Em làm công việc gì? Em làm một nhân viên kinh doanh ở Bình Dương. Được, quê đâu? Quê em ở Cà Mau. Quê Cà Mau làm việc Bình Dương. Còn em? Nhà gái. Em giới thiệu về mình dạ, đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào bạn tham gia chương trình. Và quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Thị Phương Dung, năm nay em 32 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở huyện Châu Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên chứng từ cho công ty vận tải ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì theo như bạn bè nhận xét á, thì em là người hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn với lại biết cắm hoa. Hiện tại thì em cũng đang theo học một lớp cắm hoa chuyên nghiệp ạ. Còn dạ. Em có cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì theo bạn bè nói thì em nói nhiều với lại rất là thẳng tính. Thẳng tính tốt mà, đâu có yếu đâu. Dạ. Rồi mời nhà bên tài. Bên kia nào? Điểm mạnh của em thì nói chung mọi thứ em biết được ít, như làm việc nhà, nấu ăn, biết chơi ít thể thao. Còn điểm yếu của em thì chắc là em hơi cọc tính và cầu toàn trong công việc. Cọc tính hả? Cọc dữ không? Cọc lắm hay làm gì? Thường thì nói chung cũng không lắm lắm. Nếu như mà em thấy khó chịu thì em bỏ ra ngoài thôi. Không, ra ngoài sao? Rồi, xin nhờ mời nhà gái cho tôi biết đường tình duyên thế nào? Dạ, em trải qua được 2 mối tình ạ. Mối tình lâu bền nhất là mấy năm? Dạ, 3 năm ạ. Chia tay cách đây cũng 4 năm rồi chị. 4 năm rồi? Dạ. Ồ, lý do chia tay? Dạ, do em với bạn đó không có đồng quan điểm trong cuộc sống á, với lại do bạn đó với em là quen xa. Nhưng mà vấn đề là bây giờ ở Bình Dương với lại thành phố Hồ Chí Minh là gần mà đúng không? Em là ở... Dạ, em hiện tại đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, còn bạn kia hình như là bạn kia bên Bình Dương phải không Linh? Dạ, em ở Thủ Dầu Một, chứ không Vân. Bình Dương đúng rồi. Ừ, là cũng đâu có xa đâu đúng không Linh? Quan trọng là niềm tin lẫn nhau thôi. Ừ, em có mấy mối tình rồi?
Thật ra thì em chỉ có một mối tình thôi, chỉ trong vòng khoảng tầm khoảng 4 tháng. Mà lâu mau rồi, cái đó là hồi nào? Cách đây 7 năm, hơn 7 năm rồi chị. Rồi trong 7 năm vừa qua là không có thêm một mối tình nào khác nữa? Nói chung là thật ra cũng buồn, nhưng mà em vào là công việc rồi thì em gác lại cái chuyện yêu. Coi như là theo chị hiểu mới có đúng rồi nha. Khi mà em chia tay cái mối tình đó tương đối là buồn đúng không? Và em nghĩ rằng thôi bây giờ cái thời gian này á, là mình nên dành hết cho sự nghiệp. Yeah. Khi sự nghiệp ổn định rồi thì mình tham gia bạn muốn hẹn hò, và đến bây giờ em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể thành lập gia đình rồi đúng không? Nói chung cũng được, tạm được thôi, chứ cũng gọi là chưa hoàn hảo lắm. Giờ có nhà chưa? Dạ, chưa, em vẫn ở trọ. Vẫn ở trọ, đâu có sao đâu, chuyện ở trọ. Hai vợ chồng hùng lại mua căn nhà đó mới bền. Thật chất em nói với chị Hồng Quân á, cái vấn đề mà mình còn trẻ, mình làm kinh tế á, thí dụ như mình có 500 triệu, có thể mình ở trọ, nhưng mà mình có thể lấy 500 triệu đó mình đi làm một cái việc khác. Đúng nó rồi. Có thể tốt hơn. Còn thí dụ như mình có gia đình, có con rồi á. Đúng. Thí dụ như sau này về mình mua thì nó cũng đúng. Vẫn ok. Anh Linh y chang vậy đó. Em có biết không, đến một ngày nào đó ông mua một hơi 10 căn nhà. Dạ. Hồi đó đi ở trọ không, xong rồi á gom mua một hơi 10 căn nhà, thấy mà ghê luôn. Đâu ra mà tuyệt tình. Để chị hỏi bạn gái. Dạ. Em nghe tâm sự em thấy như sao? Nếu mà hai đứa cùng chung tay hiệp lực mua một căn nhà thì nó sẽ bền hơn, hay là em muốn bạn trai của em phải có nhà trước cho dạ. em ở? Dạ không, em thì theo quan niệm là hai đứa cùng làm thì cùng mua thì nó sẽ bền hơn. Chính xác, bạn dạ. nói là như vậy nè. Ví dụ giờ bạn có 500 triệu, bạn vẫn ở thuê, đến khi bạn lấy 500 triệu đó bạn xin lời ra 1 tỷ. Quan điểm đó phù hợp dạ, với em dạ, không? Dạ, phù hợp với em. Ok. Em hình dung bạn trai bên đây thì sao? Em chắc cũng người chắc cũng chung người. Chung người dạ, đúng không? Dạ chung người thôi. Dạ. Em mong muốn cái bạn trai của em là có những yếu tố gì? Thì cái đó là cái yếu tố do mình mong muốn đặt ra thôi. Thì cũng cao khoảng 1m68, 1m7. Tại em cũng thích cao cao như vậy. Ở cao. Da nước da làm sao? Thì ngăm ngăm, không trắng quá. Ngăm ngăm không thích trắng đúng dạ. không? Trắng người ta nói nó công tử quá. Ngăm mà sao trắng được? Dạ, gia đình nhà gái tôi đến đây là hết, xin mời gia đình nhà trai. Dạ. Bây giờ bà kiểm tra quá trời, bà mối kỹ ghê luôn đó. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Thật ra thì em không có cái mẫu hình lý có tưởng. Có mẫu nào không? Có nhưng luôn. Mà em quan trọng nhất là cái cách cư xử. Còn mọi vấn đề, thí dụ như bạn xấu có thể nên sau này làm đẹp được. Không có vấn đề gì cả. Nói chung là quan trọng là em cảm nhận được thôi. Dạ. Em không thích điều gì phụ nữ? Khi mà em có một cái vấn đề gì đó, đừng có nên mà đấu khẩu với nhau. Cái người đàn ông là cái người thật, ai cũng nóng tính, nhưng mà thực chất ra một người nhịn á thì nó sẽ hay hơn. Trời ơi, dễ thương quá. Chào em gái. Dạ, chào. Tụi đàn trai nhìn thấy đàn gái là thấy chịu rồi đó. Chứ sao? Ừ. Em không thích điều gì đàn ông. Quý chứ bộ buồn. Dạ, em không thích bạn trai quá gia trưởng. Với lại tính toán, với lại là hút thuốc. Tại vì thật sự thuốc không có tốt với sức khỏe. Bên bệnh coi có tính toán không? Tính thì tính toán cách làm ăn thôi. Còn cái vấn đề mà tiền bạc em thoải mái. Thoải mái. Vợ lấy nhiều đưa nhiều đúng không? Nói chung em lương về em đưa hết, nhưng mà thực chất em đi công việc là có tiền trong túi là ok, không vấn đề cả. Rồi đưa có gia trưởng không? Đưa đủ thôi, chứ đưa ít này ra mượn ta không cho sao anh? Ông mối hỏi coi có gia trưởng không? Có gia trưởng không? Nói chung là chắc em không có. Có. Thật ra cái tính rồi được rồi. Còn gì nữa em gái? Nói chung là em cũng mong muốn, tại vì thật ra em cũng chia sẻ thật chương trình, em là con một á nên cũng muốn là sau này nếu mà có thể tiến xa hơn á thì cũng muốn là bạn nó cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Thì tất nhiên thì em cũng phải hiếu thảo đầy với ba mẹ bạn đó. Tức là muốn bạn về ở chung với gia đình bên mình hả? Dạ. Hay không sao? Chị, ví dụ như bạn muốn ở với gia đình em cũng được, hoặc là tụi em ở bên kia cũng được nha. Nhưng mà hiếu thảo con một mà đúng không? Dạ con một mà để ba mẹ ở mình gì có sao không? Dạ không, thì ba mẹ em không có quan niệm là phải bắt rễ. Dạ. Nhưng mà em dễ thương vậy sao em lại phải đăng ký chương trình này? Chị nghĩ ở ngoài là nếu mà ấy thì nhiều người đeo dạ. đuổi chết em đúng không? Em cũng chia sẻ thiệt, tại vì là ba em coi chương trình, cái ba em nói Dung hơi đăng ký chương trình đi, ba thấy cũng hay á, biết đâu được gặp người mà con cần tìm. Ba em đúng đó. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân, ba em đâu? Dạ, cha em dưới. Có đi luôn hả? Dạ có. Rồi, xin chào nhà gái. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ vâng ạ, chào. Thì tôi cha của Phương Dung nhận xét cháu trai này thấy cũng đẹp trai, cũng hiền. Thì để mở rào đi, hai đứa tìm hiểu nhau có
có cơ hội tiến tới. Dạ. Nhưng mà thấy con rể tương lai này hợp lý không? Dạ, thấy được. Có khi nào có ý định là bắt rể không? Không, thì cái chuyện tôi nói là làm ở riêng chừng nào cũng được, không cần mà hấp rể gì. Muốn ở đâu ở ha. Dạ, rồi thấy không? Thấy chờ giờ tương lai. Dạ con cảm ơn. Em đi với ai? Thật ra là mẹ em lên đây, nhưng mà mẹ em lên cỡ tuần rồi, nhưng mà có việc đột xuất á, mẹ em về. Thôi bây giờ em gọi về cho chị Hai đi, cho chị Hai cũng như là có người thân ủng hộ em đi. Chị Hai là ai? Chị ruột ở dưới quê á. Mẹ có một bên cạnh chị Hai không? Dạ không, chỉ có chị Hai, có chồng thì ở cũng hơi. Rồi đâu chị Hai đâu, gọi cho anh coi. Dạ. Trời, điện thoại đẹp quá ha. Chắc chị Hai đi đâu rồi. Alo. Bữa nay em lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thì anh Linh muốn gặp chế. Chế Hai khỏe không? Khỏe. Khỏe, chế Hai biết ai không? Biết, anh Quyền Linh. Hả? À? Quyền Linh dễ thương không? Dễ thương, coi hoài à, tập nào ra cũng có coi. À, tập nào cũng coi chứ hả? Dạ. Có Hồng Vân kìa. Đó, coi móc cháu tương lai coi được không? Được không chế? À, ngoài cũng xinh hả? Ê, cho bạn nữ chào chế cái đi nè. Chào chế cái coi. Chào dạ, chị đi. Chào ạ. Dạ. Rồi chế khỏe nha. Bye bye chế nha. Chào kia. Rồi như vậy là mình cũng có ý kiến gia đình. Thế nào chế cũng nói lời mẹ em ha. Dạ. Thôi giờ mở rào đi cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi, mở rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Chào. Chào em. Nhân dịp đến với chương trình ngày hôm nay thì anh có bó hoa này tặng cho em. Yeah. Nhưng mà thực chất 32 năm anh tặng bó hoa cho người con gái đầu tiên. Nhưng mà nó cũng không hoàn chỉnh lắm đâu. Yeah. Nếu như sau này có duyên thì anh sẽ hoàn chỉnh nó hơn. Dạ, yeah, em cảm ơn anh. Thì đến với chương trình hôm nay em cũng có món quà để tặng anh. Thì em tặng cho anh cái chiếc cà vạt. Đây cũng là lần đầu tiên em mua chiếc cà vạt tặng cho một bạn nam. Em thì cũng không biết thắt cà vạt. Nếu mà thật sự sau chương trình này tụi mình có duyên có nợ với nhau thì em hy vọng anh là người chỉ cho em thắt cà vạt. Rồi em thắt cà vạt cho anh. Anh cảm ơn em. Hồi nãy nghe em tên Dung đúng không ta? Dạ em tên Dung. Cũng là tên trùng tên với mẹ anh á. Thì không biết là gia đình mình thì anh là con thứ mấy trong nhà? Anh là Út. Út. Dạ, lại sống với mẹ. Hiện tại thì anh sống ở đây sống một mình. Thật chất là mẹ sống với quê. Dụ dạ. Lên hoài mà không lên. Anh cho hỏi ví dụ như nếu như mà sau chương trình này á, mà tụi mình có duyên với nhau á, thì cái thời gian giống như anh nói là anh làm công việc kinh doanh á, thì không biết là kinh doanh của mình là kinh doanh về lĩnh vực gì ạ? Hiện tại thì anh làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ. Chứ anh chưa có kinh doanh riêng. Anh thấy em sao? Nói chung thì cũng như tất cả mọi người ở đây nói là em thì dạ. Quá tuyệt vời. Cảm ơn anh. Còn em cảm nhận anh như thế nào? Cảm nhận thật lòng mình. Cảm nhận thật lòng thì theo như tự giờ mọi người nói thì em thấy anh theo cái tiêu chí mà em đưa ra thì em thấy hình như vượt hơn tiêu chí. Anh thì ở Bình Dương. Thì nếu như mà thiếu như mình sau chương trình mình có hẹn hò với nhau thì anh sắp xếp thế nào? Nói chung thì tùy hai anh với em, ví dụ như thương lượng cái giờ thôi thì anh sắp xếp thôi. Ví dụ như em nói ở chiều nay đi chơi thì ví dụ như mấy giờ anh có thể anh sắp xếp. Dạ, anh xuống với em đúng không? Đúng rồi. Thì anh cho em hỏi là chia sẻ quan điểm về tình yêu của anh sao ạ? Nói chung anh quan trọng nhất là chung thủy. Khi mà yêu nhau á mà giấu một cái gì đó rồi, một khi đã biết rồi á là khó lắm. Yeah. Tại vì anh có gì anh cũng nói. Nhưng mà anh không thích giấu giếm cái vấn đề gì đó. Nếu như sau này lỡ như mà nó xảy ra một cái vấn đề gì đó nó không hay. Cho nên mình thẳng thắn, mình thật thà thì nó dễ hơn. Dạ, vậy là cái tính anh cũng gần giống tính em đúng không? Thẳng thắn đúng không? Đúng rồi, anh thẳng thắn lắm. Dạ. Rồi hai đứa yêu nhau vậy là tính chừng nào làm đám cưới? Em thì thí dụ như tùy theo bạn nữ, em thì càng sớm càng tốt chứ. Về bây giờ về nhà ăn lần em cũng mệt mỏi quá. Càng sớm càng tốt là bao lâu anh? Nói chung thì cuối năm nay, hoặc là nếu như không cuối năm nay được chắc có lẽ là qua năm sau. Ý em như thế nào?
À, thì em cũng nghĩ là nếu mà được tìm hiểu thì khoảng 6 tháng hoặc 1 năm kết hôn là vừa rồi. Thật ra thì tụi mình tuổi này cũng đã kết hôn, nên kết hôn rồi. Đúng rồi. Dạ. Thật ra tuổi này thì nhanh nhanh để về còn lo gia đình, còn lo cơm áo gạo tiền nữa chứ đu đưa hoài đâu được. Bây giờ bạn trai bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó để tạo cảm xúc cho nhau, rồi để mình cùng với cảm xúc, cùng với câu chuyện nãy giờ mình quyết định bấm nút hay không bấm nút. Mời em trai. Cho anh mượn. Dạ. Em nói chung là em không biết ca, nhưng mà thôi lên chương trình thì em cũng gán. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên em. Dạ được ạ. Tại vì em đang đau họng. Chỉ cần cái câu mà hồn lỡ xa vào đôi mắt em là đủ rồi, đủ ý nghĩa rồi nha. Đừng có buông tay ra, thử nắm đi, tiếp tục cảm nhận những cảm xúc của nhau. Bạn nữ sao nè? Dạ thì em cũng đáp lại anh một đoạn thôi. Em không hát không có hay, nên là anh cố gắng nghe nha. Cầm tay nhau, tựa vai nhau, ngồi bên nhau ta say hát ca, tình yêu ta trao nhau mãi không bao giờ phai. Được rồi đó. Bây giờ đã đến phút chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép thật sự trong cuộc đời của mình hay không, có phải là cùng mình nắm tay đi suốt quãng đường còn lại hay không. Quyết định đưa ra là phải chính xác, đúng như con tim mình suy nghĩ nha. Khi bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa, em có bấm không vậy? Dạ có mà nó không. Cái nút này kỳ quá rồi. Hồi hộp muốn chết luôn. Tình yêu nó tới mà chút xíu nó buộc đi rồi, thấy không? Rồi nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình đã hẹn hò nhau được. Xin với cha cho hôn cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Dạ con xin phép ba cho con làm thủ tục. Dạ em xin phép nha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình sau.